Bữa nay 20 tháng 8 2021 thì có nhiều người muốn tôi giải cái kinh Vu Lan Bồn, là bữa nay nhằm tháng 7 nè, người ta kêu là tháng báo hiếu, thì người ta kêu mình giải giảng về kinh Vu Lan Bồn. Thì tôi thấy cũng hay thì thôi mình giải, nhưng mà tôi giải theo kiểu tôi chứ tôi không giải theo kiểu mấy ông thầy. Giải gì đâu mà ngồi khóc bù lu bù loa, nhưng mà giải gì, cái quan trọng là mình phải làm nổi bật lên những vấn đề gì, chứ đừng có mà giảng cho người ta ngồi khóc. Kinh này á còn gọi là cái kinh gì, báo hiếu công đức cha mẹ hả, hình như kinh đó. Người ta lầm lẫn với lại cái chuyện ông Mục Kiền Liên ông xuống âm phủ ông cứu mẹ ông. Cái chuyện đó là không có. Chuyện đó là không có. Kinh đó là Đức Phật cũng không có thuyết luôn. Đức Phật cũng không thuyết kinh đó. Nhưng mà Đức Phật lại xui khiến cho cái kinh đó nó ra đời. Để xem trí tuệ của chúng ta như thế nào. Cái đó chút xíu nó giải sau ha. Bây giờ giải này trước ha. Vu Lan Bồn hay là còn gọi là kinh kinh báo hiếu công đức cha mẹ gì đó, do chính Đức Phật thuyết. Người ta cứ tưởng là Vu Lan Bồn là nó chắc chắn là nó phiên âm từ cái tiếng Phạn bên Ấn Độ mà ra, rồi qua Trung Quốc rồi về Việt Nam nó thành ba chữ Vu Lan Bồn, mà người ta thường gọi là Vu Lan. Người ta lấy cái chữ Vu Lan Bồn gắn với chuyện của ông Mục Kiền Liên là cái đó nó trật lất rồi. Nó không có đúng. Tôi gắn vô này mới đúng nè. Phải dùng cái trí mình để mình gắn vô chứ. Tự nhiên lấy chuyện ông Mục Kiền Liên mà gắn vô trong đây là sao? Rồi tự nhiên gắn với cái việc mà tháng 7 gì rồi đưa ông Mục Kiền Liên lên lúc nào cũng nói cái chuyện ông Mục Kiền Liên cứu mẹ hết. Sai, cái đó là sai. Cái đó là vô minh, không hiểu. Vu Lan Bồn là Đức Phật, cái câu chuyện như thế này. Hôm nọ Đức Phật dẫn cái tăng đoàn đi về hướng Nam hay hướng gì đó. Thời Đức Phật mà. Kia đang đi thì Đức Phật thấy một cái bộ xương, một đống xương. Thì Đức Phật một đống xương luôn nha, Đức Phật mới quỳ xuống lạy. Đức Phật mới quỳ xuống lạy thì ông A Nan ông hỏi, ý là ông sao ngài là cái bậc gọi là thầy của thiên hạ mà tại sao mà thầy Đức Phật lại để lại như vậy. Thì ông Phật ông nói là gì? Bây giờ trong những cái bức cái xương này nè, thì có thể là cái xương của ông bà tổ tiên của ta, cho nên ta chiêm bái, ta lạy. Cái này là ông Phật ông cố tình ông gài để cho sinh ra cái việc mà Vu Lan Bồn này. Ông cố tình ông gài cho mắt mới giờ ông lạy mấy bộ xương đó. Ông gài để có chuyện để nói. Để nói về vấn đề gì? Để nói về vấn đề mà thân người có được do đâu? Thân người có được ở trong một nguồn gốc sâu xa do đâu? Đó, chúng ta hiểu một cách sâu sắc cái nội dung như vậy. Rồi sau đó là mới tới cái nội dung trong kinh. Khi mà Đức Phật lấy cái bộ xương, lấy một đống xương đó, lấy một đống xương tàn đó, thì người ta phải hỏi. Ông A Nan ông hỏi thì Đức Phật mới nói như thế. Có thể là do là gì? Nhiều đời, nhiều kiếp về trước thì họ là có thể là tổ tiên của ta, cho nên ta chiêm bái, ta lại. Nhưng mà bây giờ mình có trí, mình phải hỏi sâu sắc hơn chứ. Bây giờ tổ tiên của những người đó là ai? Mình phải hỏi tới bến luôn. Mình phải hỏi ra tới cuối cùng luôn. Tổ tiên của họ là ai? Rồi sau đó mình hỏi. Rồi mình hỏi hỏi hoài hỏi miết, rồi tự động mình sẽ thấy. Rồi bắt đầu mình lúc đó mình bí, mình hỏi tới cuối cùng mình bí, mình không biết tổ tiên của mình là ai nữa, không biết tổ tiên của những bộ xương đó là ai nữa. Mình phải hỏi tới cuối cùng luôn. Đức Phật là muốn hỏi mình, muốn bảo mình là hỏi tới cuối cùng, đặt câu hỏi tới cuối cùng là những bộ xương đó ở đâu mà ra, hoặc là ý là nó lòi người chúng ta.
ở đâu mà ra, ở đâu mà có, do trong tự nhiên nó hiện ra hay là có ai làm ra hay không? Chúng ta phải trả lời câu hỏi đó. Cái đó là ý nghĩa sâu sắc nhất của Đức Phật muốn hỏi như thế. Để coi thử chúng ta có sáng ý để chúng ta hiểu được cái ý đồ của Đức Phật hay không. Mắc mớ gì ông lạy. Ông lạy mấy bộ xương đó, mắc mớ gì ông lạy. Đó là cái ý nghĩa sâu sắc nhất. Cái thứ hai là gì? Đức Phật muốn nói là cái thời hiện đại, hiện tại. Đức Phật muốn, từ cái ý nghĩa sâu xa đó, thì mọi người phải coi là cái bài Chúa Trời Phật song song á, tôi có giảng trong đây. Thì khi mà coi được cái bài đó xong, chúng ta mới hiểu rằng là có thân người rất là khó. Tại vì ông Thượng Đế, ông tạo ra vô vàn chúng sinh mà. Nhưng mà loài người thì có số hạn thôi, có giới hạn thôi. Những người có mặt trên thế gian có mấy tỷ người, hiện tại nhiều nhất 7-8 tỷ người. Là nó có giới hạn so với lại chúng sinh nói chung. Con này con nọ quá trời luôn. Chúng ta có một giới hạn so với họ, so với lại những chúng sinh khác. Cho nên có thân người rất là khó. Mà chúng ta muốn có thân người này phải nhờ cha mẹ chúng ta sinh ra. Sinh ra, đó là cái cửa ngõ cho chúng ta sinh ra. Mà chúng ta sinh ra là để chúng ta tu hành. Chúng ta tu hành thành đạo thì hay là thành có một kết quả nào đó thì cha mẹ mình vui. Mình quay lại mình độ lại cha mẹ mình nữa thì càng vui nữa. Còn khi mà mình được sinh ra rồi mà mình là phá gia chi tử, gọi là đâm thuê chém mướn, làm những chuyện không hay, thì cha mẹ mình rất là buồn. Mà đặc biệt là người mẹ, cái người mà mang con trong bụng từ cái lúc mà mới thụ tinh, rồi thành cục máu đỏ hoảng cho đến khi mà có đầy đủ chân tay, đầu óc và sinh ra, được sinh ra. 9 tháng 10 ngày, có người 11 tháng, 10 tháng. Cho nên chúng ta thấy là cái thân người rất khó như vậy. Chúng ta được ra đời là nhờ cha, nhờ mẹ. Đặc biệt là người mẹ. Dùng cái máu huyết của mình, chất dinh dưỡng của mình để nuôi người con. Bởi vì trong bộ xương mà Đức Phật nói là kêu ông A Nan phân ra là gì? Cái xương của người phụ nữ thì lúc nào cũng nhẹ hơn và hơi xám xám đen đen hơn. Thì do đó là những cái chất mà người ta đã sinh sản, lo cho người con rồi. Thì sau nhiều lần sinh sản nó sẽ như vậy. Ở đây Đức Phật không nói là mấy cái bà mà ế không có sinh được con nha, cái đó không, Đức Phật không nói, cho nên tôi không biết là cái xương phụ nữ như nào. Tuy nó không xám đen, chắc chắn nó phải nhẹ hơn cái xương của nam khi nó cùng kích cỡ. Bởi vì là gì? Người Việt Nam chúng ta có một câu là gì? Sinh đứa con khôn, mát cái bụng rười rượi á, mọi người có biết câu đó không vậy? Sinh đứa con khôn, mát bụng rười rượi luôn. Mặc dù mình mang nặng đẻ đau nó như vậy, nhất là cái lúc mà mình chuẩn bị sắp sinh nó đạp ghê gớm luôn. Mình mang nặng đẻ đau như vậy. Bây giờ có một đứa con khôn, trời ơi, nó mát cái bụng rười rượi luôn. Đó vậy đó. Mình mang nó trong bụng mà, cho nên mình mát bụng chứ mát gì nữa. Tự nghĩ bậy. Còn những người mà có những đứa con mà bất hiếu, phá gia trị tử như vậy, đau lòng lắm. Mình mang nó trong bụng mà giờ mình phải đau bụng lại, đau lòng mình lại. Bởi vì những ai mà đang còn cha còn mẹ thì nên báo hiếu. Mà báo hiếu kiểu gì? Cha mẹ mình thiếu thốn cái nào thì mình cho cái đó. Mình bù đắp cái đó. Thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn khoảng cách với lại con cháu thì con cháu nên về, cử về sống với ông bà. Thấy không? Còn thiếu thốn về miếng ăn, cái mặt, bệnh đau thì chúng ta phải lo hết. Người già người ta muốn sự quan tâm, người ta không có thích cô đơn. Còn có những người đặc biệt thì họ khác. Như mấy người Nhật đồ họ thích cô đơn là gì? Họ thích hai vợ chồng sống lủi thủi như hai người Mỹ. Còn người của Việt Nam thì không có. Lúc nào cũng muốn tứ đại đồng đường, con cái đùm đề cháu chắc. Cho nên tâm lý của ông bà, cha mẹ mình như thế nào thì mình ráng mình theo. Ông bà có chửi nữa thì cũng là bậc sinh ra mình. Mình cũng chẳng có gây sự lại làm chi. Bây giờ mình thua cha thua mẹ mình, chứ đâu phải thua thiên hạ đâu mà mình phải nổi nóng lên. Nhưng mà Đức Phật cũng vậy rồi. Chúng ta phải biết kìm lại cái tánh nóng của mình.
cái tôi của mình, bản ngã của mình. Rồi nói chung là như vậy, Đức Phật nói là gì? Thân thể con người có được rất là khó, cho nên chúng ta phải phải cảm ơn, phải biết ơn những cái bậc sinh thành ra chúng ta. Đó. Cái đó là cái chuyện là tất nhiên, nhưng mà cái điều mà sâu sắc nhất á, Đức Phật muốn chúng ta phải tự hỏi là con người từ đâu mà ra? Từ đâu mà có? Trong tự nhiên vũ trụ tự nhiên hiện ra con người à? Hay là do ai tạo ra? Chúng ta phải đặt một câu hỏi đó. Khi mà chúng ta hỏi được câu hỏi đó thì chúng ta sẽ đắc đạo. Rồi. Tới đây à, ở đây kinh này gọi là kinh báo hiếu ha. Gọi là biết ơn. Biết ơn cha mẹ và báo hiếu. Cha mẹ khổ lắm. Khi mà khi mà ưng cưới nhau rồi nha, cưới nhau về rồi á mà không có con sớm á, cũng buồn nữa. Buồn cũng buồn vì con, nhưng mà buồn này tại vì con chưa vô bụng mình thì mình buồn. Rồi khi mà một thời gian ha, có những người con vô trong bụng rồi đó thì cũng phải là đi khám, cũng phải chăm sóc nó từ trong bụng. Rồi khi mà sinh con ra thì trong lúc sinh con á, cái lúc mà đau khổ nhất là lúc sinh con á, thì cũng có thể là ngày xưa có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người mẹ nữa. Cho nên là gì? Mẹ mình hy sinh rất nhiều cho mình, chúng ta phải biết để chúng ta báo hiếu điều đó. Tại vì sinh mình ra, mình phải biết tu. Mình phải biết tu, phải biết sửa. Phải biết làm sao để cho mình tiến tới cái đạo giác ngộ. Lúc đó mình quay về, đồ lại cho mẹ mình. Cái đó là báo hiếu cao nhất. Cái sự báo hiếu trọn vẹn nhất, hay nhất. Rồi, đó là như vậy. Rồi khi mà sinh ra đứa con thì sao? Lo mà, Đức Phật nói là lo mà giặt tả này giặt. Rồi nằm ở chỗ ướt này, con tè, con tiểu gì đó thì cũng phải lo tất cả hết. Rồi khi mà con bệnh, con đau thì cha mẹ là cũng là những người mà đau khổ hơn ai hết. Nó sổ mũi hắt xì một cái là mình cảm thấy trong bụng, trong lòng mình đã nhói rồi, đã nhói đau rồi ha. Nuôi con, người cha, người mẹ tần tảo nuôi con, lớn lên ăn học, công sức nó nhiều lắm chứ. Khi mà chúng ta đã làm cha làm mẹ thì chúng ta sẽ biết mấy cái chuyện này. Còn những đứa con nó mới lớn lên nó không biết. Khi nào nó làm cha làm mẹ nó sẽ biết cái cảnh mà nuôi con mà khó khăn cỡ nào, con bệnh lo cỡ nào. Rồi đứa con nó lớn lên, đứa nào nó có hiếu thì mừng, đứa nào nó không có hiếu thì thôi khổ luôn, buồn. Nó sẵn đây nhắc với cha mẹ luôn không? Những đứa nào nó bất hiếu thì thôi, cái coi như là mọi người có duyên để trả nợ cho nhau thôi. Mình làm cha làm mẹ mình trả nợ cho nó, cũng đừng có buồn gì ha. Đó, vui buồn, vui cũng vì con mà buồn cũng vì con. Đó. Cái đây là nói về bậc cha mẹ và con cái phải biết quan tâm nhau, phải có trách nhiệm với nhau. Còn cái tên của nó là Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn chúng ta nhớ là nó không phải là Vu Lan Bồn đâu, nó là vui. Vui Lâm Bồn. Sửa lại một chút. Lâm Bồn giống như là chuyển dạ, sắp đẻ vậy đó. Vui. Vui là gì? Vui là chuẩn bị gặp đứa con của mình. Cha mẹ chuẩn bị gặp đứa con của mình. Bà vợ bà Lâm Bồn thì ông chồng rất là vui. Nhưng mà cái vui này nó lại kèm với lại cái bồn chồn. Không biết tình hình sao. Đi qua đi lại. Không biết sao ngồi không yên. Mà đứng cũng không xong đó. Cái chữ Vu Lan Bồn thì Vu Lan á, Lan này á, cái chữ Lan này là chúng ta bỏ xong chú G nữa, Lan là chàng trai, ý nó là ở trong này là ý nó là cái câu một câu chuyện của chàng trai mà lần đầu tiên được sắp được làm cha đó. Lan có nghĩa là sắp mà. Sắp hết cái cảnh mà chàng trai rồi nè. Chuẩn bị tới cái cảnh làm cha, làm đàn ông nè. Nói tới cái tâm trạng của người cha là chính. Khi mà người vợ Lâm Bồn thì người đàn ông rất là vui. Vui mà bồn chồn, đi qua đi lại, đi tới đi lui. Đó lần đầu làm cha. Thì Lan này là một chàng trai không? Nhưng mà lần đầu làm cha. Thì vui là vui ở chỗ đó. Có nhiều ông vui quá, không biết làm sao. Mà cũng bây giờ bà vợ bà sanh mình đâu có giúp đỡ gì được đâu, đứng sát bên ủng hộ tinh thần thôi. Có nhiều ông đứng ngoài cửa sổ dòm vô thấy vợ mình mặc đồ sắp đẻ,
mặc xà rong á, đứng ngoài cửa sổ dòm vô nè, lê lê cái đứa ở chuồng, đúng là chàng trai mà, chàng trai mà, đó. Cũng còn gọi là lãng mạn gớm. Nói tóm lại là cái kinh này á, kinh Vu Lan Bồn chính là Vui Lam Bồn, có nghĩa là tâm trạng của một người cha, của một người thanh niên chuẩn bị làm cha thì họ vui như thế. Họ vui như thế, họ vui khi người vợ của họ Lam Bồn là chuyển dạ sắp sinh con. Đó. Cho nên là gì? Bản thân của người cha này vui nhưng mà cũng lâm vào cái cảnh gọi là bồn chồn đó. Bồn chồn không có yên. Không biết là mẹ tròn con vuông hay là mẹ méo con nhộn quá, cũng lo nữa, cũng lo rất nhiều nữa. Cho nên là mọi người kêu tôi giải thì tôi nói như vậy. Thứ nhất, tôi giải cái này thì nó không hay, nó không phải nằm ở trong cái nằm ở trong cái sở trường của mình. Nhưng mà mình biết chắc nó là Vu Lan Bồn chính là Vui Lam Bồn, và nó không có dính líu tới cái chuyện của ông Mục Kiền Liên cứu mẹ. Ông Mục Kiền Liên cứu mẹ đó là cái chuyện sau này Trung Quốc nó bị ra. Trung Quốc nó bị ra từ một câu chuyện nào đó của Phật mà nó bị ra. Như vậy thì sẵn đây tôi cũng nói cái đó để cho chúng ta hiểu là chúng ta nhìn như thế nào để chúng ta biết họ bị ra. Nhưng mà cái việc họ bị ra cũng do Đức Phật chỉ đạo hết. Đức Phật không giảng. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy cái câu chuyện đó, chúng ta phải biết là nó không đúng. Thứ nhất là ông Mục Kiền Liên. Ông Mục Kiền Liên, ông là một vị thánh. Ông là một vị thánh nhưng mà chẳng qua là ông thị hiện lại thôi. Ông chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát á. Ông thị hiện lại thành một cái người nữa thôi. Là ông Mục Kiền Liên thôi. Thánh. Ông cổ Phật thứ sáu này. Ông hiện ra thành ông Mục Kiền Liên. Thì ông Xá Lợi Phất cũng chính là ông Phổ Hiền hiện ra. Thì khi một vị thánh muốn nhập thế, muốn sinh ra nơi trần gian thì phải có một cái bà mẹ và một ông cha nào đó phải tương xứng với vị thánh đó, thì vị thánh đó mới chui vô bào thai được. Còn nếu mà chui vô bào thai mà cái thân của bà mẹ đó ô uế, chắc chắn là ông thánh đó ông sẽ lọt ra liền, ông sẽ bị sảy thai, không còn nằm trong bào thai nữa. Cho nên mình nói cái bà Thanh Đề cái nghiệp bánh nặng như vậy thì không phải. Nghiệp bánh nặng như vậy thì ông thánh ông sẽ không có, ông thánh này ông không có đầu thai vô trong cái bụng bà được, chắc chắn luôn. Mà nói bà Thanh Đề đó, mẹ của ông Mục Kiền Liên đó, bà xúc phạm tới Tam Bảo, khi lúc mà còn sống bà xúc phạm tới Tam Bảo này kia thì cũng không phải luôn. Ông thánh ông phải biết lựa mẹ ông để ông giáng thế, chứ không có phải mà tự nhiên mà như vậy. Ông mà vô thân của những bà mẹ mà không được chuẩn bị trước như thế là chắc chắn là ông bị thoát thai ra ngoài, ông không còn nằm trong bào thai nữa và cũng không có mặt trên thế gian. Chúng ta hiểu như vậy. Rồi còn một điều nữa là gì? Ông Phật cái bà Thanh Đề này, bà thành quỷ đói, mà bà khi mà ông Mục Kiền Liên đưa cơm cho bà ăn thì cơm nó hóa thành lửa. Thì chúng ta biết rằng là gì? Cái người mà tham lam đến mức độ mà cái lòng tham lam đến một mức độ mà cơm mà nó biến thành lửa thì có nghĩa là cái lòng tham này nó phải huôn đúc từ muôn kiếp trước, chứ không phải kiếp này đâu. Cho nên là một chúng sinh là muốn làm cha làm mẹ của một vị thánh thì chắc chắn là không có chuyện đó. Ông thánh ông không có lựa chọn bà mẹ mà có một cái tính tham lam từ muôn kiếp trước để ông đầu thai vô. Ông mượn cửa để ông ra đời. Không có chuyện đó nữa. Bởi vì rồi còn một việc nữa. Ông xuống địa ngục, ông thấy cái cảnh mẹ mình đói như vậy. Ông mới về ông cứu không được, ông cho mẹ ăn cũng không xong. Thì về ông hỏi ý Đức Phật là nhờ Đức Phật chỉ cách đi cứu mẹ ông. Thì Đức Phật nói rằng là gì? Cho dù ông có thần thông lớn cỡ nào đi nữa thì ông cũng không có cứu được mẹ ông. Chỉ có mà nhờ nhiều nhiều vị tăng ở lại hộ trì thì được. Cho nên là gì phải làm một cái lễ gọi là trai tăng, rồi sau đó nhờ các vị tăng đó
trì tụng gì đó để cho mẹ mình thoát. Cái đó cũng sai nữa. Bây giờ ông Phật ông có trình dành ở đó mà sao không ông không làm mà nhờ mấy vị tăng kia. Mấy vị tăng kia làm gì có thần lực như ông Phật. Cho dù hợp lực cả toàn bộ tăng cũng không bằng một móng tay của ông Phật nữa. Tại sao ông không giúp? Chúng ta phải đặt một câu hỏi đó. Tại sao Đức Phật không giúp? Mà là kia nhờ chúng tăng. Mà ông một kiền liên thần thông cửa đó ông không giúp được mẹ ông với thế giới với âm phủ. Chúng ta phải đặt một câu hỏi nhá. Điều đó là như thế nào? Rõ ràng câu chuyện này là câu chuyện không có. Câu chuyện này là cái câu chuyện Đức Phật xui khiến để bịa ra, để cho chúng ta nhìn cái dùng cái trí của mình để chúng ta nhìn ra cái đúng cái sai. Chúng ta phải đặt những câu hỏi. Ông Phật thần thông cửa đó mà ông tại sao ông không giúp được mẹ của một kiền liên? Mà ông một kiền liên á, thần thông như vậy cũng sao cũng không cứu được mẹ, mà lại nhờ cái công sức của nhiều người như thế. Công sức của nhiều vị tăng như thế cũng hợp lại là cũng thần thông thôi chứ cái lại gì? Thần thông và cái gì? Không lẽ là cái công lực của những người đó hợp lại thành công đức, thành phước đức sao? Mà nên nhớ phước đức và công đức là không có được, không có cho ai được hết á. Hàng trăm hàng ngàn vị tăng mà tụng như vậy để cho có phước đức hay là để cho có công đức gì nó mặc kệ, cho dù có thứ gì cũng không cho được hết. Bằng chứng là gì? Ông Phật Thích Ca Mâu Ni á, ổng công đức ổng vô lượng này, phước đức của ổng vô lượng, ổng đâu cho được cái bà Thanh Đề đâu. Chúng ta phải hiểu cái mấu chốt vấn đề vô đó, không cho được ai hết á. Cho nên cho dù có bà Thanh Đề thật sự cũng cứu không được đâu, mấy trăm vị tăng nó cứu cũng không được, mấy ngàn vị tăng nó cứu cũng không xong đâu. Cho nên nghiệp ai người đó trả, cho nên đừng có gây nghiệp. Ý ông Đức Phật ông muốn nói như vậy. Chúng ta phải rồi còn nữa. Ở trong kinh kinh Phật đâu có nói, hình như là không có ai mà nói tới mẹ ông Một Kiền Liên là ai nữa. Chỉ nó biết là trong dòng họ đó thôi. Không ai nói. Cái này nó mới ra đời sau này thôi. Nó dựa vào cái gì đó, dựa đã vào cái gì trong kinh Phật đó để nói ra. Mà ông Phật ông trên trời ông cũng cho phép. Ông xui khiến để cho có cái việc này. Để cho có cái việc này. Con người học cái gì cũng phải tiếp nhận cái gì, tiếp thu cái gì cũng phải dùng cái trí của mình để tiếp thu. Cái chuyện này là cái chuyện không có mà mình đi tiếp thu. Chuyện không có mà đi tiếp thu để làm chi, không hiểu nữa. Mình khi mình tiếp thu mình phải dùng cái trí của mình tiếp thu. Mình coi thứ việc này có hay không. Không phải cái thứ gì ông Phật ông nói cũng có. Đức Phật nói rồi. Khi sau này á, nhìn thấy kinh của ta cũng chưa chắc là kinh của ta mà. Phải dùng cái trí để mình nhìn chứ. Đó, bữa nay thì tôi phân tích ra thành hai vấn đề như thế. Cái kinh mà Vu Lan Bồn chính là cái kinh. Kinh Báo Hiếu. Cái kinh mà Báo Hiếu công đức cha mẹ Đức Phật giảng khi lạy Bồ Xương đó. Đó. Còn Đức Phật nói rất rõ là gì? Khi mà mang con trong bụng tới giai đoạn nào còn cục máu, tới giai đoạn nào hình thành nên xấu căn, rồi giai đoạn nào hình thành nên tay chân cái gì đó, rồi tới khi nào sinh ra. Ông Phật ông nói rõ ràng từng phần gì đó. Thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là gì? Đức Phật là người gọi là tạo ra tất cả. Đức Phật ẩn ý ngài là chính là Thượng Đế đó. Ta tạo ra cho nên ta biết hết á. Rồi bao nhiêu tháng sinh con này kia, cái đó là trong dân gian thì biết. Còn nó nằm trong bụng mà lúc đó ai đâu mà biết nó như thế nào. Ông Phật nói lên hết. Mà bây giờ không biết có đúng hay sai nữa. Mà ông Phật ông nói gì từng phần ra. Thôi tới đây chúng ta không có phải là nghe cái kinh Vu Lan Báo Hiếu, mà chúng ta báo hiếu tháng này. Chúng ta phải báo hiếu trọn đời cho cha mẹ chúng ta. Chúng ta phải sống sao tốt đời đẹp đạo. Có thân người rất là khó. Mà có thân người rồi thì chúng ta phải lo chúng ta tu. Tu có nghĩa là gì? Tu sửa. Sửa là gì? Giống như một chiếc xe nó bị hư vậy. Chúng ta phải mua đồ mới chúng ta gắn vào, phù hợp vào, và bỏ những cái cũ đi. Làm sao cho cái chiếc xe nó đẹp. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải biết bỏ cái xấu
và lấy cái tốt. Như vậy mới được. Thôi chào tạm biệt mọi người ha.